Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Gần đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiệt độ trên sân lúc này là 25 độ C và sức gió là 3 mét trên giây. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Sẽ có một quả ném biên. Sẽ có một tình huống ném biên. Luis Alberto. Kevin. Tình huống nguy hiểm. Phản xạ rất tuyệt vời. Thủ môn đã quá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Chuyền vào trong. Sẽ có một tình huống phát bóng lên. Phạm lỗi rồi. Cắt bóng rất dễ dàng. Với những bản hợp đồng đắt giá và chất lượng thì có lẽ mùa giải năm nay đội chủ nhà sẽ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Kevin. Gabi. Đường trong khe. Phòng thủ rất hay. Sẽ có một quả ném biên. Chuyền vào trong. Cú sút. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Một pha dứt điểm quá gọn gàng, cú sút là không thể tốt hơn. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Trong những năm gần đây, La Liga đang dần trở nên nhàm chán khi mà cuộc chiến đến ngôi vương chỉ là sự cạnh tranh giữa hai thế lực lớn nhất xứ sở bò tót, đó là câu lạc bộ Barcelona và Real Madrid.
cơ hội dứt điểm. Wow! Đó là câu trả lời đanh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Đặc biệt lúc này đã là hai bàn rồi. Tất cả khán giả trên sân lúc này như đang vỡ òa. Một bàn thắng có thể nói là rất quan trọng. Một cú dứt điểm là không thể cản phá. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là hai bàn rồi. Trong tất cả các giải đấu ở châu Âu thì những cầu thủ chạy cánh của giải Ngoại hạng Anh thường là những cầu thủ có tốc độ và sức dướn rất tốt. Pha phản công để mất bóng rồi. Luis Alberto rất nhịp nhàng, phối hợp khá đơn giản, lấy bóng rất đơn giản, đường chuyền chuẩn xác. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Phối hợp khá đơn giản. Giữ bóng rất tốt. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu. Và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Có thể dứt điểm. Chuyền vào trong. Lars Bagley. Rất tốt, rất bình tĩnh. Một đường chuyền dài. Chuyền bóng rất ẩu. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Tình huống nguy hiểm. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Cơ hội. Một cú sút. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Một cú sút. Vẫn còn. Mặc dù lưới đã rung lên nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng. Đó là một tình huống dứt điểm trong tư thế việt vị. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế việt vị. Phối hợp khá đơn giản. Lars Bagley. Cơ hội. Không được. Rất đáng tiếc. Một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Kevin. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Sút xa. Không được. Nếu cứ di chuyển với tốc độ nhanh như vậy thì sớm muộn sẽ có bàn thắng.
chuyền bóng vào trong. Cơ hội. Wow! Mặc dù lưới đã rung lên nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng. Đó là một tình huống xử lý chính xác bởi cầu thủ dứt điểm đã trong tư thế việt vị. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế việt vị. Không được. Rất bình tĩnh. Giữ bóng rất tốt. Anh sẽ làm gì đây? Cặp trung vệ đang thi đấu rất ổn định. Đường chuyền đã bị chặn lại. Rất nỗ lực. Không hề có việt vị. Pha phối hợp không thành công. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.